ơi có biết ngày 8/3 các bạn có tặng những người phụ nữ thân yêu của các bạn chưa? Mình thì làm chậu bông này mình tặng cho chị Giang nha. Chị Giang hôm nay là 8/3 em tặng chị của bông nè. Ôi chị chưa nhở? Ôi bông hoa này em làm đẹp chứ nhở? Này là chính em làm đó. Ôi chỗ ơi em nha. Ủa 8/3 con tặng cho chị Trang, mẹ cũng là phụ nữ sao con không biết mẹ? Mẹ ơi có biết con thương mẹ nhiều. Món quà này rất là ý nghĩa, mẹ cảm ơn con nha. Dạ. Ôi hôm nay Vinh á, lãng mạn chứ vậy. Wow, vậy luôn á, là ngày 8/3 mẹ chị Trang luôn mong muốn con học giỏi chứ không có cần quà cáp hoặc là bông gì nha con. Dạ rồi.